Shop yêu cầu là phải quay phim, bốc hàng trước khi rồi mở giùm anh, hiểm quá. Ốp lưng có 25.000 à. Phải ốp lưng 2.500.000 nhập từ nước ngoài rồi chứ. Rồi anh này chắc ít khi được bốc hàng chỗ này, ít tập hợp à. Dạ kia thật chứ, xé luôn cái keo đó là nó phải xé rồi. Chuyên nghiệp thế này mà anh bảo là đâu mới bây giờ nguyên đai nguyên nghiệp chuyện nguyên tem mày gọi tao, tao tưởng là mày đùa tao. Nó có để gì à? 23 rồi, 23 thì đúng hàng rồi. Bây giờ cái điện thoại đang quay sao ốm. Thôi vậy thôi, vậy thôi. Giờ con cái thứ hai đâu ướp vô.